Xin chào mọi người, trở lại kênh Anh Công Nhân. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series game là Arcane Quest Legend. Để chờ mình qua một map mới nha. Bữa trước là mình đi hai map rồi. Một map bên này, rồi một map là bên này, giờ mình đi qua map này nha. Nhận nhiệm vụ này. Đó, nhiệm vụ đầu tiên này. Rồi nó đi qua mình đưa mình đi qua một map. Đây là bắt mình tìm 10 cái nhẫn này. Hy vọng là không khó nha. Rồi mình lại quên mua mana rồi. Lú đây là nha. À, một cái nhẫn. Quá kiện. Một cái nhẫn kia bên này kìa, hai cái nhẫn nha. Và bên này cái nhẫn này. Quả thịt nhiều thôi. Đồ cùi mà. À, chúng là cái map như là cái map lúc đầu mình chơi vậy. Bu lại nó thấy vào cái mấy cái nhiệm vụ. Cần mana như cần máu. Ba nhẫn rồi. Sao cái bảy cái ngon. Vừa làm nhiệm vụ mình tôi không phải để đến level đó nha. Rồi chuyện những cái rồi lại trở về nhà nhá, xong một nhiệm vụ đấy. Tiếp tục nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ là gì đó. Tiêu diệt à? Đó là nhện. Cái này thì Wow, đồ đỏ kia. Wow. Tôi hết quái rồi. Ai toàn đồ cùi. À, đây rồi, còn cần ai đây rồi. Đắt rồi. Hà bình mana, trời ơi. Là xong nhiệm vụ. Tiếp nào. Nhiệm vụ gì đây? À, lại tiêu diệt kênh đó nè. Thôi mình chạy thẳng một mạch đến đó luôn. À, quả mới. Này thì có bị. Mana thôi. chả có gì. Đây rồi, chắc ở đây rồi. Cuối cùng cũng tìm ra nó. Lớp kỵ. Tiếp tục nào, còn 2 nhiệm vụ thôi là xong map này rồi. Đó là tìm 10 cái vòng này đi anh em. Cùng là mình của bóng cái vòng lại rồi. Đấy. Đây tạm cái đây. Một cái nữa thôi. Một cái nữa. Xong rồi. Yeah. Tìm hơi mệt nhá. Còn một nhiệm vụ nữa xong map này rồi. Update nào. Mất rồi, đây của nó lại mất. Tiếp tục nhiệm vụ cuối, tìm thằng đặt cái nãy đi à. Ui, mặt này thì tìm cực đây. Wow, cái kia. Đi câu lên mặt không phải nó. rồi. Ôi bọn tao quá, cuối cùng không bật được rồi. Rồi đã xong nhiệm vụ rồi, quá đơn giản. Thôi mình xin kết thúc video đây cho các bạn đã xem video của mình.